Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với điểm tin tối tại S News. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức gì đáng chú ý. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Ngày hôm nay mùng 9 tháng 9 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Nghệ sĩ Trấn Thành vượt qua ca sĩ Sơn Tùng MTP lập kỷ lục chưa từng có trong Vbiz. Rầm rộ thông tin nam ca sĩ Jack sẽ xuất hiện trong buổi livestream của Running Man Việt Nam vào tối nay mùng 9 tháng 9. Nam diễn viên Huỳnh Anh lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn kém duyên về người yêu cũ, cùng với đó là những tin tức nổi bật khác có trong 24 giờ qua. Sau khi xuất hiện những nghi vấn cho rằng Trấn Thành ăn chặn tiền từ thiện, nam nghệ sĩ đã nhanh chóng tung ra bản sao kê dài 1.000 trang để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Ngay lập tức, hành động của nam MC đã nhận được lượt tương tác khủng, thậm chí lập nên kỷ lục chưa từng có trong Vbiz. Cụ thể, chỉ sau khoảng 5 tiếng đăng tải, bài đăng của Trấn Thành đã cán mốc 1 triệu lượt like, lập lên kỷ lục mới trên Facebook Việt Nam, trở thành bài đăng cán mốc 1 triệu lượt tương tác nhanh nhất. Và hiện tại, bài đăng công khai 1.000 trang sao kê của Trấn Thành vẫn đang thu hút sự quan tâm cực lớn từ người hâm mộ và đã đạt được hơn 1,3 triệu lượt tương tác. Trước đó, người nắm giữ kỷ lục này không ai khác chính là nam ca sĩ Sơn Tùng MTP khi anh mất hơn 13 tiếng để đạt được 1 triệu lượt tương tác cho những bức ảnh nam ca sĩ đứng bên siêu xe Mercedes hơn 10 tỷ vào tháng 5 vừa qua. Chỉ còn hơn một tuần nữa là Running Man Việt Nam mùa 2 sẽ chính thức ra mắt khán giả và để hâm nóng bầu không khí trước ngày ra mắt, các thành viên cùng ekip chương trình đã quyết định thực hiện một buổi giao lưu trực tuyến sẽ lên sóng vào 19:30 tối ngày hôm nay mùng 9 tháng 9. Điều đặc biệt là trên poster quảng bá cho buổi giao lưu, ekip đã để hình ảnh của cả 9 thành viên trụ cột được công bố trước đó, bao gồm cả cậu út Jack. Được biết, kể từ khi vướng phải scandal chấn động, Jack đã tuyên bố tu thân và gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Thậm chí các hoạt động của Running Man Việt Nam cũng hoàn toàn vắng bóng anh chàng. Chính vì vậy, hiện tại đang có rất nhiều fan của Jack mong chờ vào sự xuất hiện của anh chàng vào tối ngày hôm nay. Từng có chuyện tình đẹp kéo dài 3 năm, tuy nhiên cặp đôi Huỳnh Anh, Hoàng Oanh vẫn không thể cùng nắm tay nhau đi qua ngưỡng cửa hôn nhân khi mà xác định đường ai nấy đi vào năm 2017. Đến nay, cả hai đã có cuộc sống riêng ổn định. Tuy nhiên mới đây, Huỳnh Anh đã khiến nhiều người phẫn nộ khi mà có những phát ngôn được cho là kém duyên khi nhắc về người cũ. Cụ thể, khi bị một netizen công kích về vấn đề đàn ông, Huỳnh Anh đã không ngần ngại đáp trả, chỉ có ai xài mới biết thôi em, không thấy người yêu cũ anh đi lấy Tây hả? Phát ngôn của Huỳnh Anh ngay sau đó đã bị cộng đồng mạng đồng loạt chỉ trích. Trước làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng, mới đây Huỳnh Anh đã đăng tải một bài viết để giải thích cho phát ngôn của mình. Nam diễn viên cho biết, vợ phân tích nghe nên mình hiểu là mình nói câu đó trong lúc vô tư, không nghĩ gì nhưng không nên, mình chẳng có ý xấu như các bạn nghĩ đâu, xin lỗi nhé. Tuy nhiên, thái độ của Huỳnh Anh đối với người yêu cũ Hoàng Oanh một lần nữa khiến cư dân mạng cảm thấy bức xúc và khó chịu. Nhiều người chỉ ra rằng trong bài viết của Huỳnh Anh đã không viết hoa tên Hoàng Oanh, điều đáng lẽ phải là sự tôn trọng tối thiểu khi nhắc về ai đó. Những ngày vừa qua, mạng xã hội đã vô cùng xôn xao trước thông tin một số người dân tại tổ dân phố 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nhận được 3 bịch gạo nặng 15 kg, song trong giấy xác nhận lại ghi nội dung về việc phát số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng, khiến dư luận vô cùng hoang mang. Mới đây, lãnh đạo địa phương đã có những chia sẻ cụ thể về thông tin này. Theo đó, ông Võ Văn Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 5 cho biết, vừa rồi địa phương có tổ chức phát 2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 142 hộ dân, mỗi hộ 15 kg. Danh sách các hộ được lấy từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bình Hưng Hòa B để làm căn cứ phân chia. Thiếu sót của ông là chưa kiểm tra kỹ lại giấy trước khi phát đi cho bà con, dẫn đến xảy ra sự việc trên. Ông Sơn khẳng định đây chỉ là một sự nhầm lẫn chứ không có hành vi trục lợi. Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Trần Văn Minh, trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc khu phố 1 cho biết, khi gửi biểu mẫu xuống các tổ trưởng tổ dân phố đã yêu cầu gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng thay bằng 15 kg gạo, nhưng do không hiểu nên ông Sơn đã không gạch bỏ phần này đi. Trong thời gian sau ngày 6 tháng 9, các hộ lao động khó khăn nào chưa nhận được hỗ trợ có thể liên hệ với phường để phường lập danh sách đề xuất thêm để duyệt kinh phí tiếp tục chi các trường hợp này. Tiếp theo, hãy cùng với chúng mình cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, thời tiết, giá xăng dầu, giá vàng. We'll be right back.
Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc bạn ngủ ngon nhé.